Bây giờ xin mời bà con mình nghe Kẻ đưa đường, tác giả Võ Kỳ Điền. Khi bà Sáu đợi cố hết sức chen được khỏi đám đông lúc nhúc ở bến xe đò Lộc Tỉnh để ra tới ngoài, thì cũng đã xế chiều. Cái mặt trời cuối ngày lặn xuống gần sát nóc dãy lầu cao bên kia đường, sáng đỏ như chiếc mâm thau được chùi sạch. Vậy mà nó còn ráng chiếu những tia nắng vàng nhạt le lói trên tấm bảng quảng cáo kem đánh răng sân hình, người chà và đen với hai hàm răng trắng bóng, dựng ở đằng xa. Từ tờ mờ sáng, ngồi bó gối trên chiếc xe đò chật ních, vượt một khoảng đường dài trên 200 cây số ngàn cho tới giờ, bà cảm thấy vừa mệt vừa đói. Một bà già tuổi vừa tròm trèm 60, tay này phải xách một cái giỏ ni lông lớn cột tràng chằng chịch đựng đầy quần áo vật dụng với trầu cau vôi thuốc, và tay kia một con bịch sim lớn gần bằng con ngỗng thì đâu phải là một chuyện dễ dàng. Bà Sáu vừa đi vừa thở, tay kéo lê con bịch lông xám đen ống màu xanh mương mướt, cái mồng thịt ô từng cục nhỏ màu đỏ bầm, cái mỏ quét lệch bệch trên đường để đến gần cột đèn. Con vịt cũng quá mệt mỏi và đau đớn vì bị cột tréo cẳng cả ngày nên không còn sức giãy giụa, há miệng kêu vài tiếng cạp cạp nhỏ xíu rồi im. Vài cơn gió mát từ xa thổi đến nhẹ nhẹ, bà Sáu ngồi bạch xuống lề xi măng, dựa lưng vào cây cột đèn mà thở một hồi cho lại sức. Đã lâu lắm rồi bà không có dịp lên Sài Gòn, đâu chừng đã mười mấy năm. Trước mắt cảnh vật quay cuồng, nhộn nhịp, cái gì cũng xa lạ quá chừng. Nhà cửa thì xây cất cao vút, đường xá chằng chịt dọc ngang, mùi nhựa đường, mùi cao su, mùi khói xăng nhớt cùng tiếng xe cộ, tiếng người ta, tiếng vật dụng va chạm nhau, trộn lẫn nhau, tạo thành một thứ gì ồn ào hỗn độn, mắt nhìn mà không thấy hết, tai nghe nhưng không phân biệt được gì. Đầu óc bà trở nên bồng bềnh không định. Bà Sáu bị choáng ngợp trong cái thế giới của màu sắc, âm thanh, cảnh vật kỳ dị lạ lùng. Tự nhiên bà đâm lo lắng, cô tay cầm cái nón lá quạt nhẹ nhẹ, mắt nhìn ra xa. Người ta sao đông quá, chỗ nào cũng đầy người đi lại, nhưng tuyệt nhiên không một ai quen. Đâu có người nào để ý tới bà. Thản nhiên đi đứng sinh hoạt như không hề biết đến chiều nay, ở trong cái thành phố to rộng này, có một bà già lặn lội từ thiệt xa đến với một nỗi lòng bồng chồng náo nức, một niềm vui sướng không bờ bến, để mong gặp lại người chồng thương yêu mà bà đã chờ đợi trên 30 năm. Phải rồi, vừa đúng chẳng 30 năm cách biệt. Kể từ ngày ông Sáu đành đoạn bỏ bê vợ dạy con thơ để dấn thân lo việc nước dưới tay lãnh đạo của cụ Hồ. Thời gian chờ đợi mỏi mòn, chuyện tái hợp không bao giờ dám nghĩ đến, nào ngờ nó vẫn xảy ra. Như một giấc chim bao dài, có buồn có vui, có lúc bắt đầu và có đoạn kết thúc. Cái lúc bắt đầu thì có thương yêu, có tình nghĩa, có nhớ thương sầu khổ. Cuộc nội chiến tương tàn kéo dài của đất nước như một vết thương lở loét, làm đổ vỡ luôn cái hạnh phúc lứa đôi của cặp vợ chồng son trẻ, với những ước mơ thật giản dị, những ngày tháng lo lắng sợ hãi, những sáng nhớ chiều thương. Có trái tim nào mà không héo hon, có cõi lòng nào mà không hóa thành đá. Cái đoạn kết thúc thì sắp tới rồi, chỉ còn một đoạn đường ngắn. Chừng ăn dập bả trầu là bà Sáu sẽ gặp lại người chồng đầu gối tay ấp năm nào với một niềm vui trùng phùng chứa chan. Chừng đã bớt mệt, bà Sáu đứng lên định kiếm xe để đi đoạn cuối thì một chiếc xích lô từ góc đường trờ tới. Người phu xe nhịp nhịp cái cần thắng tay nghe lóc cốc tụt xuống cái yên, chạy a đến nắm lấy cái quay giỏ sách miệng chào khách. A ngoại đi về đâu qua tôi đưa cho. Bà Sáu đợi sợ cái giỏ bị giật mất, vội nắm gịch lại, tay kia giở chiếc nón lá, ngước mắt nhìn thấy người phu xe trẻ tuổi, ngó một hồi lâu rồi nói ngập ngừng. Tôi muốn tới cái đường, đường gì đó quên mất cái tên, cái số là 100. Ông có viết trong thơ, nói rõ đường đó hồi xưa tên, mặt má hồng, chú có biết không?
Anh phu xe quay qua chụp lấy con vịt quăng xuống dưới chỗ gác chân sửa lại cái nệm xe nhăn nhúm miệng tía lia. Ha! Ngoại yên chí, đừng ở bên Tây bên Mỹ thì tôi không biết, chứ ở Sài Gòn chợ lớn này, ngoại muốn đi chỗ nào tôi chở đi chỗ đó cho coi. Bà Sáu chưa vội bước lên xe, tay vịn lấy cái môi bằng vải kaki dày màu cước ngựa. Mà từ đây tới đó chú tính ăn bao nhiêu? Ây thì ngoại cứ lên đi, tôi không tính mắc ngoại đâu. Bà Sáu nghe xong muốn bước lên cho rồi, nhưng còn e dè vì nhớ lời dặn dò của xóm giềng. Ở Sài Gòn người ta ưa gạt gẫm mấy người nhà quê thiệt thà chất phác. Bà đứng yên không nhúc nhích. Đâu có được, nè, chú phải nói rõ để tôi còn liệu chứ. Gửi nhiều quá tôi không đủ tiền thì lấy gì trả đủ cho chú. Anh phu xích lâu cười hì hì. Ngoại lo xa chi cho mệt. Có thiếu thì còn con vịt xiêm nè. Rồi anh đẩy bà lên nệm xe. Thôi, tôi tính ngoại 10 đồng, từ đây tới đó xa lắm, tôi tính rẻ cho ngoại, người khác thì tôi đòi đủ 13 đồng. Nói xong anh khom lưng đẩy xe lăn vài vòng cho anh quá trấn rồi nhảy lên ngồi ngất ngưỡng trên cái yên xe cao nghịu ở phía sau, ra sức đạp mạnh. Cái xe chở một bà già trầu ốm o nhỏ con nên nhẹ hẳn chạy vùng vục. Bà Sáu đợi định trả giá bớt vài đồng, nhưng thấy xe đã chạy khá xa nên đành thôi. Vả lại hôm nay là ngày vui lớn nhất đời bà, dẫu có thiệt thòi 5-3 đồng bạc cũng không sao. Đã mấy mươi năm qua, ông Sáu đi biệt tâm biệt tích, bỏ mẹ con bà bơ vơ, những tưởng đã chết ở một chân trời góc biển nào rồi. Ngờ đâu bây giờ ông lại trở về, mạnh khỏe lành lặn, không một thương tích gì hết, phước đức biết bao nhiêu. Bà ngồi giữa lưng trên nệm xe, hai chân duỗi ra thẳng cho thiệt thoải mái. Nỗi mệt nhọc ban trưa tan biến từ từ, chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều, phố xá hai bên đường thay đổi muôn hình muôn vẻ, có cái nhà thiệt cao, có cái thấp, có cái nhô ra, có cái thụt vào. Bảng hiệu xanh xanh đỏ đỏ, nhưng phần lớn nhà nào cũng đóng cửa kín mít, ở lề đường có các sạp bán thuốc lá và các món hàng lặt vặt, người buôn kẻ bán lưa thưa. Trên mặt đường lộ người ta đi xe đạp nhiều quá phải chen lấn nhau. Anh phu xe cứ phải nhịp thắng long công làm hiệu, miệng chữ rủa lầm bầm không dứt. Bà Sáu nhìn hai hàng cây sao cao vút bên đường, mà cứ tưởng tượng hoài không hình dung ra được cái cảnh gặp gỡ của hai vợ chồng. Sau 30 năm xa cách nó sẽ ra làm sao? Còn ông Sáu thì chắc đã già lắm rồi, ông tuổi con mèo. Vậy là lớn hơn bà 4 tuổi, tính đến năm nay là 63. Cuộc sống lại đầy phong sương gió nắng thì ổng cũng như một cái cây mọc lên đỉnh đồi khô, tả tơi héo úa, răng chắc đã rụng, mắt đã mờ, da dẻ nhăn nheo cũng y như bà bây giờ. Tuy nhiên có điều ông không như bà về mặt công danh sự nghiệp. Sau một thời gian dài phấn đấu cam go trong cuộc sống, cô Sáu bán trầu chỉ trở thành bà Sáu cũng bán trầu, còn anh nông dân Sáu nếp chuyên cày bừa cuốc xới thì trở thành thượng tá Nhật Hồng. Bà Sáu chắc lưỡi, thiệt tình cách mạng có nhiều điều khó hiểu quá, thượng tá là làm việc gì bà không biết, đã đành rồi, mà tại sao ổng tên là nếp rõ ràng, mà nay đổi là Nhật Hồng bà cũng chịu thua luôn. Bà Sáu thấy cần phải chia sẻ bớt niềm vui nó cứ đang tràn ngập trong tim trong phổi. Chú đạp xe như vậy có khá không? Ê, đạp xích lô sao mà khá được ngoại, đủ ăn là mừng lắm rồi. Rồi anh ta cúi sát lưng xuống đổ xăng giọng hỏi thăm. Bộ à, ngoại lên Sài Gòn thăm bà con hả? Con vịt xiêm mập ghê, đúng là vịt Cà Mau. Cái niềm vui được dịp nổ bùng qua câu trả lời trật nhịp. Tôi đâu phải ở Cà Mau, ở ba tiệm đó, đi ngã Bắc Dầm Cống mà. Anh phu xe chừng như chưa bao giờ nghe qua cái địa danh lạ lạ đó phát cười. Ba tiệm lạ đâu vậy ngoại, có gần 5 căn không? Không kịp để ý câu hỏi lý lắc của anh phu xe, bà giải nghĩa thiệt tình. Vậy là chú chưa đi xuống miệt dưới phải không? Để tôi nói cho nghe nè. Năm căn đầm dơi cái nước là ở túc dưới Cà Mau kia lận. Chứ muốn đi xuống dưới đó thì phải qua Bắc Mỹ Thuận, rồi theo ngã Vĩnh Long qua Bắc Cần Thơ, đi Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Đó là tôi nói mấy tỉnh dọc theo bờ sông Hậu. Còn ba tiệm là ở phía bên Châu Đốc, cũng đi quốc lộ 4 tới Bắc Mỹ Thuận,
phải trèo lên ngã Sa Đéc rồi qua Bắc Dòng Cống để tới Long Xuyên. Từ Long Xuyên mình đi lên gặp cái dầu Vĩnh Tre rồi mới tới Ba Tiệm. Rồi không cần biết người phu xe có nghe được hay không, bà nói tiếp. Chú Lanh tới đó rồi phải hướng về Mỹ Đức chừng vài cây số nữa mới tới nhà tôi. Miệt trển người ta thường trồng nhãn trồng trầu, vườn trầu của tôi độ chừng 3 công đất, phải nhờ mấy đứa cháu nó tưới chứ già rồi đâu có gánh nước nổi. Chú không biết không, trồng trầu cực nhất là cái vụ tưới. Nói tới đây cảm thấy hình như chú phu xe không còn để ý đến câu chuyện, bà bèn ngưng ngang. Nhưng cái ảnh hưởng của câu nói còn gợi cho bà liên tưởng đến hình ảnh những ngày mới lớn sống bên vườn trầu lá vàng rực rỡ. Thuở đó bà phụ với cha mẹ tưới nước vô phân hái lá đem bán ngoài chợ hoặc đếm bỏ mối cho bạn hàng ở tỉnh. Công việc đều đặn theo tháng năm cho đến ngày gặp ông Sáu, bất chợt anh phu xe đâm hỏi ngang xương. Vậy à, chứ ông ngoại già gánh nước hết nổi rồi hả? Sao ổng không phụ với ngoại? Nghe nói tới chồng bà sung sướng hãnh diện mà khoe. Ổng đâu có chịu ở nhà trồng trầu, đi theo cụ Hồ từ thời tầm vong giặc nhọn, cái thời thanh niên tiền phong á mà. Hồi xưa thì làm ruộng ở Nhân Ái, Ba Tiệm là quê của tôi, còn nhà ổng ở tuốt dưới miệt Ô Môn Bình Thủy. Mà chú có biết Ô Môn Bình Thủy phong điền phong phú không? Nhân Ái thuộc quận Phong Điền, tỉnh Cần Thơ mà. Nói tới đây bà nhớ tới cái thuở mới quen với ông Sáu. Đường đất từ Nhân Ái tới Ba Tiệm nó xa xôi diệu viễn, phải qua biết bao nhiêu khúc sông, vượt hết bao nhiêu dặm đường. Vậy mà hai người vẫn gặp gỡ nhau được mà thành chồng vợ, như có bàn tay của ông trời sắp đặt vậy. Lúc đó có một đám cưới ở trong làng, cô Sáu đợi má phấn môi son, tay cầm bóp đầm đứng cạnh cô dâu. Bên đàn trai, anh Sáu nếp áo dài khăn đóng, lượt vượt bưng mâm lễ vật đi sau lưng chú rể, mắt liếc nhìn trộm bên nhà gái. Chợt bắt gặp cặp mắt đen bóng như hộp mãng cầu của người con gái vườn trầu nhìn mình đăm đăm, tay chân anh đâm luống cuốn. Cái tiệc cưới đông đảo, người người cười nói vang răng. Vậy mà anh Sáu có thấy ai nữa đâu. Anh tìm mọi cách để làm quen nhưng không dám, đành im. Cuối cùng phải nhờ bác tư sử làm mai mối. Bây giờ bà nhớ tới những ngày mới quen nhau sau khi dạm hỏi mà còn tức cười. Cái kỷ niệm ngày xưa sao mà dễ thương quá. Một buổi sáng tháng chạp gần cuối năm, ông Sáu khệ nệ xách một sâu gà vịt cùng một bao gạo nanh chồn để đi Tết bên nhà gái. Bà đã đứng nép bên cột nhà để nhìn người chồng tương lai, lòng rộng ràng e ấp. Ông Sáu đã đứng khoanh tay nói với ba má bà những lời thăm hỏi, giọng ấp a ấp úng mặt đỏ rần. Bà chợt tức cười đâm bạo dạng, vọt miệng trêu chọc ông bằng một câu hát quen thuộc. Cái răng ba láng dằm sáng phong điền, anh thương em cho bạc cho tiền, đừng cho lúa gạo xóm riềng họ hay. Ba má và ổng cùng cười, má bà đã rầy. Có gì mà con sợ người ta nói ra nói vô, cậu nếp bây giờ kể như là rể con trong gia đình mình rồi mà. Lúc đó bà cảm thấy mối tình của hai người êm ái như sóng lúa đêm trăng, dài rộng như sông Tiền sông Hậu, rực rỡ như rặng Ô Môi tới mùa nở hoa. Sang năm sau, tới ngày đám cưới, bà phải về quê chồng sống nghề ruộng rẫy. Tình thương hai vợ chồng trẻ thiệt là chân thành. Những tưởng là em vui cho tới ngày trăng long đầu bạc, nhưng cái hạnh phúc con người tự nó vốn đã mỏng manh, nói chi phải chịu thêm những biến cố của cuộc đời chi phối như một thứ định mệnh khắc nghiệt. Từ ngàn xưa, chiến tranh là một thử thách nhiều đau xót cho người đàn bà. Cái đêm từ giã để ra đi, ông Sáu đã cầm tay vợ dặn dò gửi gấp việc nhà, đồng thời hứa hẹn một ngày đoàn tụ rất gần. Ông nói những câu mà bà còn nhớ mang máng như vậy. Ngày hai vợ chồng mình gặp lại nhau phải là ngày đất nước độc lập thanh bình, toàn dân phải được ấm no, an cư lạc nghiệp. Cái hạnh phúc cá nhân sao bằng cái hạnh phúc của tập thể đồng bào. Sao em lo sợ quá, rủi thất bại thì sao? Ê, sao lại không thành công được, có gì sơ sót nữa đâu, con đường anh theo là đúng. Người ta đã mở lối, mình chỉ có việc dấn bước. Vợ chồng mình cùng đồng bào ngày nay như hành khách ngồi trong một chiếc xe, có được người tài xế đầy kinh nghiệm tài ba điều khiển.
Cụ Hồ đã dày công lặn lội qua Tàu, qua Nga để học hỏi trôi về dẫn dắt toàn dân theo. Anh chỉ làm bổn phận của người trai trẻ trong thời loạn. Ngày về, hai vợ chồng mình sẽ gầy dựng lại căn nhà cũ, cày xới lại mảnh ruộng xưa, sống đời độc lập, tự do, sung túc, yên vui. Em ráng chờ để anh yên lòng mà đi. Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều, không mau không chậm. Phía sau giọng anh xích lô ồm ồm vang lên. Ngoại muốn đi tới đường nào? Nói chuyện hồi tôi quên phất rồi, Phan Thanh Giản hay Trần Quốc Toản? Ý trời đất ơi, vậy nãy giờ chú chạy đi đâu? Tôi nói đi tới chỗ nhà mới của ổng. Ở ngoài Bắc ổng vừa về tới Sài Gòn, đường Mặt Má Hồng, nhà số 100. Chú coi chừng lộn đường đó, trời xế chiều dữ rồi đó. Anh xích lô lẩm bẩm. Cái đụng gì kỳ cục vậy trời, Mặt Má Hồng phải là đàn bà, vậy là đường bà Nguyễn Thanh Quan hay Hồ Xuân Hương gì đó phải không ngoại? Thiệt là khổ quá, vậy mà hồi nãy chú nói đường xá Sài Gòn Chợ Lớn chú biết rành lắm. Tôi có biết bà nào là bà nào đâu, trũi lạc đường tối nay tôi ngủ ở đâu. À, ngoại đừng có lo, trước sau gì cũng tới nơi mà. Tên người đàn bà mới sửa lại thì có đường Võ Thị Sáu nè, đường Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thị Minh Khai. Không phải mấy cái tên đó đâu. Ông viết trong thơ nói hồi xưa trước năm 45, đường đó tên là Mặt Má Hồng. Còn bây giờ thì tên gì đó, ông cũng có viết rõ mà tôi quên mất. Anh phu xe cằn nhằn. Ấy thiệt tình rắc rối quá, đời bây giờ thì nói chuyện bây giờ, nói chi chuyện xưa. Muốn Má Hồng thì phải đánh phấn tô son lên, dễ quá mà ngoại. Còn một bà nữa chắc đúng rồi. À, phải bà Mặt Thị Bưởi không? Tên có chữ thị đúng là đàn bà rồi. Tôi đâu có biết, chú liệu mà đi. Chiếc xe vẫn lăn bánh từng con đường lần lượt qua. Chú xích lô nhìn từng tấm bảng chỉ đường trên cột mà quanh trái rồi quẹo phải. Ánh nắng đã tắt từ lâu, đèn đường thì chưa bật sáng. Từng cơn gió thổi lùa vào trong khoang xe. Bà Sáu nghe trên mặt mát rượi nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là bà sẽ gặp lại chồng. Nào ngờ gặp phải cái thằng phu xe ba trợn này, bà nhắc chừng. Thôi, chú không biết đường thì kiếm người nào biết mà hỏi, chứ chú chạy hoài chạy quỷ dễ cũng không tới đâu. Ngoại nói có lý, để hỏi lại cho chắc ăn, chứ theo tôi đó là đường Mặt Thị Bưởi làm sao trật được. Miệng vừa nói anh ta cho xe cập vô lề từ từ, có một người đi ngang dáng lầm lũi, anh phu xe ngừng lại. Lon ton tụt xuống cái yên, chạy lại níu tay người khách bộ hành hỏi đường đi. Người kia ngỡ một hồi lâu, lấy tay chỉ chỗ ra dáng còn chừng xa lắm. Hai người quơ tay quơ chân ra dấu chỉ chỗ lung tung. Bà thấy khi thì chỉ lên, khi thì chỉ xuống. Bèn nhìn theo hướng ngón tay, đường nào cũng dài thẳm thượt, ngang dọc như bàn cờ, không giống như dưới ba tiệm chút nào. Bà Sáu đành chịu thua, không biết đâu mà định hướng được. Chú xích lô trở lại xe miệng lắp ráp. Ê, con đường gì kỳ cục quá, theo ông đó thì còn phải xa lắm. Dọc theo đường này rồi quẹo ra tay mặt lên một cái cầu rồi đi thêm hai đường nữa mới tới. Nói xong anh ta lấy hết sức đạp thiệt mạnh, cái xe đi vùng vục. Bà Sáu sợ quá vịn chặt cái thanh sắt bên thành xe mà chịu trận. Trong bụng nghĩ cái thằng nhỏ này nó phát khùng rồi, thiệt là xui xẻo. Đến phút cuối cùng rồi mà sao còn rắc rối quá, bà đâm lo và thắc mắc. Chú xích lô, chạy chậm chậm lại. Chú chạy lẹ quá, đuổi quanh cua nó lật úp hay xe hơi đụng chết hết bây giờ. Mà chú làm nghề đạp xích lô này lâu chưa? Sao tôi thấy chú còn trẻ quá? Chiếc xe từ từ giảm tốc lực chạy chậm lại với nhịp độ bình thường, giọng người phu xe hổn hển. Ôi, ăn thua gì mà ngoại lo, tôi còn dám đua xe Honda ngoài lỗ, xá gì chiếc xích lô đạp chậm rị này. Không giấu gì ngoại, mới nghỉ học đạp xích lô chừng tuần nay. Nói xong anh ta ra thắng lại cho xe leo lên dốc cầu. Cái cầu này lại chia ra làm hai nhánh, chiếc xe từ từ theo hướng tay mặt, ôm sát vòng quanh rồi đi thẳng tới. Nhà cửa phố xá khu này trông sập sệ tiêu điều, thiếu vẻ khang trang. Ngoài đường lộ lớn ban nãy có nhiều nhà phơi quần áo xanh đỏ phất phơ trước cửa. Dưới sân là những đống sắt mía được cào ra bốn phía để phơi cho mau khô. Có nhà bày củi sắp lốp ở ngoài sân. Những cây củi đứt nhỏ bằng ngón tay cái được lột vỏ thịt cây màu trắng đo đỏ. Có nhà làm nghề dệt chiếu. Từng bó lát dài chừng hai thước được nhộm phẩm xanh đỏ tím vàng, treo dọc theo hàng hiên trước cửa.
chừng đã thấm mệt, chiếc xe chậm lại rồi ngừng hẳn. Anh phu xe tay quẹt mồ hôi trên trán, miệng đòi tiền. Tới rồi ngoại, ở đây nè, đường này là đường mặt má hồng. Bà Sáu nghe nói mừng quá dậm bước xuống, nhưng nhớ lại trong thơ chồng đã tả về căn nhà mới. Đó là một căn biệt thự có lầu cao 3 tầng, có trồng hoa kiểng. Trước nhà có cổng xây bằng đá hoa cương, bên trong toàn là cửa kiến, đường trải sỏi trắng. Còn ở đây nhà cửa lập sụp, mặt lộ đầy ổ hang, bụi bặm trải rác đây đó, có nhiều bãi phân bò phân heo. Thiệt đúng là đường mặt má hồng không đó chú. Ê thiệt mà ngoại, nói láo á, gạt ngoại làm chi, tính ngoại 10 đồng thôi, đường xa quá đáng lẽ phải đòi thêm. Nói xong anh ta hối bà Sáu bước xuống, nắm con vịt quăng lên lề đường, lấy tiền nhét lẹ vô túi áo, rồi đạp xe đi thẳng. Bà Sáu bước vô lề, tay xách giỏ ni lông, tay nắm lấy con vịt, mặt ngơ ngác loay hoay không biết phải làm sao nữa. May quá, có một người đứng tuổi đi ngang, dáng hiểu biết, bà níu tay lại hỏi thăm đường. Người khách lạ nghe xong trợn mắt nhìn sững bà từ đầu tới chân rồi mới nói. Bà đi lầm đường rồi, cái đường bà hỏi đó lúc trước nó là đường Công Lý, nối liền với đường cách mạng 1 tháng 11, bây giờ nhà nước sửa lại là Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nó ở tận bên Sài Gòn lận, con đường này là đường Hưng Phú thuộc quận 10, chỗ này kêu là khu Chánh Hưng, bà không thấy có cái lò heo lớn ở đằng kia sao? Rồi ông ta lấy tay chỉ về phía trước mặt, bà Sáu nhìn theo hướng chỉ, thấy nhà cửa phố xá chập chọn bụng rối như tơ bò. Trời ơi, vậy sao? Cái thằng Xích Lô trời đánh thánh vật, cái thân nó đã không biết đường mà còn hứa ẩu, lãnh đưa người ta đi, rồi biết chừng nào mới gặp được chồng tôi. Bà để con vịt xuống than thở, thiệt là khổ quá chừng, khi không đưa vô công si heo để làm chi vậy nè trời. Ông khách dọn bước đi nhưng còn ráng ngang ủi. Ê, trời cũng đã khuya khuya, cũng may có một mình bà đi lạc cũng dễ tìm đường ra. Thôi ráng mà tìm người tài xế khác lương thiện tử tế hơn, trước sau gì cũng tới mà, chỉ trễ nản chút thôi. Tác giả Võ Kỳ Điền. Xin cảm ơn tác giả. Và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.